Mến chào quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như diều gặp gió, vượng vận quý nhân, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy tay, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ký đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, 10 ngày vàng trong tháng 7 cô hồn, được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, vận số, cực may, cực đỏ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu. Tổng quan tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Có thể nói rằng, Thủy là một con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy, những người tuổi Mậu Thân không những tài giỏi thông minh, nhanh nhẹn, mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Mậu Thân nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo, mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ các mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự trợ giúp của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai. Nếu có người hơn mình, họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, tuổi Mậu Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nam giới tuổi Mậu Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Mậu Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh, họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân gặp nhiều rắc rối, họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Mậu Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy,
Nhiều người cho rằng tuổi Mậu Thân mưu trí, nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Mậu Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Mậu Thân văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức. Vì vậy những người này thường xuyên gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp theo lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Bởi tuổi Mậu Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi Mậu Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ có sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao cô nàng tuổi Mậu Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường, ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Mậu Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi chân yếu, tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Mậu Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng, giúp tuổi Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác, kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Mậu Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm, toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình của tuổi Mậu Thân. Sinh năm 1968, đúng tháng 7 âm lịch năm 2024. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Tinh thần làm việc trong tháng 7 âm lịch của Mậu Thân cũng được nâng cao, sự nghiệp ít gặp trở lực, con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực, nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình, phá hỏng tất cả, bạn càng được mọi người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình. Tháng mới báo hiệu khá nhiều tin tức tích cực về phương diện tình duyên của người tuổi Mậu Thân, được nhiều các tinh chủ về nhân duyên, đào hoa chiếu mệnh, những người đã lập gia đình, hứa hẹn đón nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào trong tháng này. Hơn nữa, nhân duyên vượng cũng mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho con giáp này, việc làm ăn ngày càng hanh thông. Buôn bán có bạn có bè hỗ trợ nhau, nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho, nhập đến đâu bán hết đến đấy. Trong khi đó, đối tác làm ăn cũng đều là những người sòng phẳng và đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài. Tháng 7 này sức khỏe của tuổi Mậu Thân không gặp vấn đề nào nghiêm trọng, bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục, thể thao, luôn chú trọng chăm sóc cơ thể, nên ít ốm đau, bệnh tật, hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau nhé. Chi tiết cụ thể như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Mậu Thân có một tháng khá trôi chảy ở phương diện công việc. Rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt, con giáp này hãy nhanh tay nắm bắt để giành được lợi thế về phía mình nhé. Sao Thiên Vu cao chiếu, tinh thần làm việc trong tháng 7 âm lịch của Mậu Thân được nâng cao. Vì thế mà hiệu suất công việc cũng tăng mạnh, bản mệnh có thể củng cố tài năng, địa vị, con đường thăng tiến rộng mở chào đón bạn. Các tinh này cũng sẽ giúp tuổi Mậu Thân được giao nhiều trọng trách trong tập thể. Nhờ sự tài trí và nhanh nhẹn của mình, với sự nỗ lực của chính mình, bạn sẽ có được thành công xứng đáng. Mọi việc hanh thông cũng khiến con giáp này có suy nghĩ muốn mạo hiểm, chủ động chọn đương đầu với thử thách. Để từ đó tìm ra mục tiêu lớn hơn, bạn đang đi đúng hướng,
hãy cứ tự tin vào năng lực và lựa chọn của bản thân nhé. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố nhờ nguyệt lệnh lâm mộc dục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt lành. Tuổi Mậu Thân có thể tận dụng điều này để mở rộng cơ hội hợp tác, tìm kiếm quý nhân cho mình. Bản mệnh vốn khéo léo nên việc này không quá khó. Cần lưu ý, con giáp này có nhiều cơ hội khẳng định năng lực nhưng đồng thời đôi khi để cái tôi lên quá cao, không chịu lắng nghe hay tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh, có thể tự gây bất lợi cho bản thân. Việc xã giao đang trên đà tốt đẹp, đừng vì cách hành xử thiếu tinh tế của mình phá hỏng tất cả. Bạn càng được mọi người yêu mến, công việc sẽ càng suôn sẻ, khó khăn sẽ được giúp đỡ tận tình. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Mậu Thân âm lịch cho thấy nhân duyên khởi vượng sẽ mở ra các mối quan hệ hợp tác làm ăn suôn sẻ cho tuổi Mậu Thân trong tháng này. Đặc biệt, nhờ có chính tài che chở, thu nhập trong tháng chủ yếu vẫn đến từ công việc chính. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc chính của mình, đừng có đứng núi này, trông núi nọ hay kiêm nhiệm quá nhiều việc khác. Tuổi Mậu Thân nên nhớ, một nghề cho chín, còn hơn chín nghề, hãy nghiêm túc làm tốt công việc đem lại thu nhập chính cho bạn, bởi đó chính là cần câu cơm, giúp nuôi sống bạn và gia đình. Việc làm ăn ngày càng hanh thông, buôn bán có bạn, có bè hỗ trợ nhau, nên mọi thứ đều khá trôi chảy, hàng hóa ít có tình trạng tồn kho. Nhập đến đâu bán hết đến đấy, một số người quyết định mở rộng quy mô cũng khá suôn sẻ, ngay từ bước đầu đã có lợi nhuận thu về khả quan. Trong khi đó, đối tác làm ăn cũng đều là người sòng phẳng và đáng tin cậy, đôi bên có thể hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, dù vận trình đang thuận lợi, bạn cũng không nên đầu tư mạnh vào các hạng mục mạo hiểm, hoặc lãi suất cao, kẻo vướng vào rủi ro khó tránh, đặc biệt nên tránh xa cờ bạc đỏ đen, kẻo tiền mất tật mang. Về phương diện tình cảm, không chỉ công việc tài chính, tình cảm cũng là phương diện có nhiều điểm sáng với người tuổi Mậu Thân trong tháng này, vừa có nguyệt lệnh lâm mộc dục che chở, lại có cả sao Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh. Các cặp vợ chồng hứa hẹn đón nhiều cung bậc cảm xúc ngọt ngào, vợ chồng hòa hợp, gia đình trong ấm, ngoài êm hầu như không nảy sinh mâu thuẫn hay xung đột nào quá lớn. Tuy nhiên, mộc dục có thể sẽ khiến đào hoa lành thành đào hoa dữ nếu như thái độ của bạn không rõ ràng hay dứt khoát trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, những người đã có đôi hay đã lập gia đình, chớ nên để cảm xúc lấn át lý trí, tạo cơ hội cho cám dỗ che mờ tâm tưởng thì rất dễ phá hủy hạnh phúc hiện tại. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 7 năm 2024 âm lịch, nhờ được nhiều cát tinh hỗ trợ, nhìn chung, phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân khá bình ổn, không gặp vấn đề nào nghiêm trọng. Bản mệnh lại là người chăm chỉ thể dục, thể thao, luôn chú ý chăm sóc cơ thể nên ít ốm đau, bệnh tật, hãy cố gắng phát huy tinh thần này trong các tháng sau này nhé. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng ham hố công việc tới mức quên ăn quên ngủ, khiến sức đề kháng giảm sút, dễ sinh bệnh. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Sao Thái âm chủ đào hoa xuất hiện, mang tới cho người tuổi Mậu Thân nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân hiện tại của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng đó đã là một tín hiệu tích cực. Thế nhưng, bạn vẫn nên để mọi thứ phát triển theo hướng tự nhiên nhất, có duyên gặp gỡ, nhưng để thành đôi lứa hay không còn phụ thuộc khá nhiều vào tình cảm của đôi bên, qua thời gian tìm hiểu. Bên cạnh đó, tuổi Mậu Thân cũng cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng, bề ngoài đánh lừa. Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài, phát lộc, bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh, thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Vận trình công danh, sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề, nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Mậu Thân ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần đạt được sự tin tưởng của cấp trên. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Ngọ, Tuất, màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số may mắn, 09, 23, 73. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Mậu Thân đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều. Nhìn chung, mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Mậu Thân mong muốn, chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng,
không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra. Đường tài lộc trong tuần mới này khá vượng. Tuy nhiên, nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài, cầu lộc, thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành, đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian, tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền, nên bỏ lỡ những giây phút bên nửa kia. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, lúc này bạn nên dành thời gian để hâm nóng tình yêu nhé. Quý nhân, Thìn, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mùi, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 15, 82, 96. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới dự đoán, tuổi Mậu Thân có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm, nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp tuổi Mậu Thân xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm, nên vừa bớt vất vả, lại vừa nâng cao hiệu suất một cách rõ rệt. Nhìn chung, vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến, bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn, thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn. Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả chính tài và thiên tài cùng tụ hội. Đây cũng là điều bình thường khi mà công việc suôn sẻ. Tất nhiên bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, vàng kim, con số may mắn, 27, 33, 89. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 7 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân trong tử vi tuần mới này có điểm báo thăng tiến về công danh, sự nghiệp, nhờ có sự che chở của các tinh thiên đức, bản mệnh được trợ lực để đẩy mạnh vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công. Sau những nỗ lực mà con giáp này đã trải qua, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên. Có những cơ hội để người tuổi này càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn, mục tiêu càng ngày càng gần hơn, tham vọng sẽ dẫn bạn đi đúng đường. Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn, không đến mức túng thiếu, nhưng nhu cầu sinh hoạt ngày càng nhiều, vật giá leo thang. Bản mệnh không thể không có kế hoạch chi tiêu phù hợp để quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng. Đường tình duyên không có nhiều biến động, người tuổi Mậu Thân không có nhiều cảm xúc mãnh liệt trong tuần. Tuy điều này không gây ảnh hưởng gì xấu, nhưng có thể sẽ khiến cho người ấy cảm thấy chán nản vì không cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của bạn. Quý nhân, Hợi, Ngọ, tiểu nhân, Mùi, Tý, màu sắc may mắn, đen, vàng, con số may mắn, 34, 79, 10. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 7 âm lịch. Đầy tiền, nhiều của, phúc lộc dồi dào, sung sướng như tiên, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 7 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 7 trùng với tiết lập thu, mùa thu hoạch nên cuộc sống tự do, tự tại không phải lo lắng gì nhiều. Sinh vào tháng này, người tuổi Mậu Thân biết tận hưởng cuộc sống, được gia đình hỗ trợ giúp đỡ rất nhiều, tuy sự nghiệp không có nhiều thành tựu nổi bật, nhưng tài lộc không thiếu, cơm ăn áo mặc lúc nào cũng có. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch trùng với tiết Hàn Lộ, người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 9 âm lịch, là người có tài, có tinh thần tự lập, lòng tự tôn cao, muốn tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, sự nghiệp của người này gặp nhiều khó khăn, trắc trở, dù đã gần đến thành công, nhưng vẫn có thể thất bại bất cứ lúc nào, chuyện thị phi đeo bám. May mắn kém, vận trình cát hung song hành, có lúc thuận lợi, có lúc lại xui xẻo, mưu sự tại nhân, mà thành sự tại thiên, cuộc đời bình phàm không có gì đặc biệt. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 9 âm, vận mệnh thăng trầm bất định, có thể đoán định được. Tuy có tài năng thực sự, tài trí hơn người cũng có nhiều tài lẻ, tinh thần làm việc nhiệt tình, luôn cầu tiến ham học hỏi, lại có ý chí phấn đấu, song vì cuộc đời không được nhiều quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp hay gặp phải trở ngại ngáng đường. Đôi khi họ thất bại là vì có chí, nhưng không có gan thực hiện, chỉ chỉn chu làm những việc mình biết mà không dám mạo hiểm.
Có điều, họ là những người có thiên hướng nghệ thuật. Nếu phát triển theo hướng này và đào sâu nghiên cứu thì có khả năng giành được nhiều thành tựu lớn, đáng ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 10 âm lịch là Tiết Lập Đông. Người này cuộc đời bình thường, không có gì nổi bật. Nếu không an phận thì khó có thể được như sở nguyện. Điều này có phần nhàm chán, nhưng lại thích hợp với vận mệnh của con giáp này. Tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm thông minh đĩnh ngộ, tài hoa hơn người, tinh thông kim cổ. Họ là người ham học và muốn đào sâu tìm hiểu mọi thứ. Tuy nhiên, tài năng này cũng vô dụng khi mà bản thân con giáp này có phần nhút nhát, không dám mạo hiểm những gì mình đang có. Chính vì thế mà bản mệnh chỉ dám làm những điều quen thuộc, sống an phận thủ thường, không dám khám phá những chân trời mới, thiếu tinh thần cầu tiến, thiếu quyết tâm, chịu khó, chịu khổ để lập nghiệp. Họ thích cuộc sống an nhàn, không sóng gió, không khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, tiềm ẩn dưới con người này vẫn là tài năng vượt trội. Nếu thuận thế theo kịp sự phát triển của xã hội, dám làm những điều mới lạ, dám chấp nhận thất bại thì nhất định có thể làm nên chuyện, trở thành người có địa vị trong xã hội và được nhiều người ngưỡng vọng. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 12 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm là tiết tiểu hàn trong năm, khí trời lạnh giá, khiến cho con người mất cảm giác an toàn, hay thay đổi dao động. Họ sống bản năng, không có nhiều mưu mô, cũng chẳng có tham vọng gì, nhưng may mắn thánh nhân đãi kẻ khù khờ, vẫn có cuộc sống bình an khi về già. Con giáp này vốn dĩ cũng có phúc, có lộc, khi mà gia đình hòa hợp, cha mẹ thương yêu, thời còn nhỏ học hành chăm chỉ, cũng giành được không ít thành tựu. Họ là con ngoan trò giỏi, tâm địa thiện lương, chẳng suy nghĩ xấu xa độc ác với ai. Định mệnh an bài, người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 phong phú rất quý, có địa vị cao trong xã hội, được bao người nể, cuộc sống của người này an nhàn, tuổi già hưởng phúc, chẳng phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi 10 ngày vàng trong tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.